Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hôm nay 4.564 ca COVID-19, Việt Nam tiêm gần 6 triệu liều vaccine. Hà Nội phát hiện thêm 25 F0, mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng. Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Bộ trưởng Y tế Cần Thơ cần chuẩn bị tình huống xấu hơn. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 31 tháng 7 cho biết có 4.564 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 8.624 ca. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 4.180 ca. Trong ngày có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 31 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 1.677, Bình Dương 1.207, Long An 544, Khánh Hòa 335, Đồng Nai 234, Đồng Tháp 115, Tây Ninh 72, Đà Nẵng 55, Hà Nội 43, Bà Rịa Vũng Tàu 39, Bình Thuận 37, Phú Yên 30, Đắk Lắk 21, Bình Định 19, Cần Thơ 17, Hậu Giang 17, Bình Phước 14, Gia Lai 13, Nghệ An 11, Quảng Nam 10, Thừa Thiên Huế 9, Đắk Nông 8, Ninh Thuận 5, Thanh Hóa 5, Vĩnh Phúc 4, Lâm Đồng 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Hà Tĩnh 2, Ninh Bình 2, An Giang 2, Quảng Ngãi 1, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1, trong đó 1.072 ca trong cộng đồng. Trong ngày 31 tháng 7 ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 4.180, Bình Dương 2.075, Long An 544, Đồng Nai 456, Khánh Hòa 335, Đồng Tháp 146, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 115, Bình Thuận 75, Cần Thơ 72, Tây Ninh 72. Phú Yên 58, Đà Nẵng 55, Vĩnh Long 48, Hà Nội 46, Đắk Lắk 32, Bình Định 28, Hậu Giang 19, Kiên Giang 16, Bình Phước 14, Thừa Thiên Huế 13, Nghệ An 13, Gia Lai 13, Đắk Nông 12, Sơn La 10, Quảng Nam 10, Ninh Thuận 5, Thanh Hóa 5, Quảng Trị 4, Hà Tĩnh 4, Vĩnh Phúc 4, Lâm Đồng 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Ninh Bình 2, An Giang 2, Kon Tum 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1, trong đó 2.045 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.180, Bình Dương 2.075, Long An 544, Đồng Nai 456, Khánh Hòa 335, Đồng Tháp 146, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 115, Bình Thuận 75, Cần Thơ 72, Tây Ninh 72, Phú Yên 58, Đà Nẵng 55, Vĩnh Long 48, Hà Nội 46, Đắk Lắk 32, Bình Định 28, Hậu Giang 19, Kiên Giang 16, Bình Phước 14, Thừa Thiên Huế 13, Nghệ An 13, Gia Lai 13, Đắk Nông 12, Sơn La 10, Quảng Nam 10, Ninh Thuận 5, Thanh Hóa 5, Quảng Trị 4, Hà Tĩnh 4, Vĩnh Phúc 4, Lâm Đồng 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Ninh Bình 2, An Giang 2, Kon Tum 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1. Như vậy, tính đến chiều ngày 31 tháng 1, Việt Nam có 145.686 ca mắc, trong đó 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 38.734 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 441, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO là 21 ca. Tối cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19, số 1.162 đến 1.306 từ ngày 19 đến 31 tháng 7, 2021 tại 6 tỉnh, thành phố sau.
Tại thành phố Hồ Chí Minh từ 19 đến 31 tháng 7 90 ca. Tại tỉnh Tiền Giang từ 21 đến 30 tháng 7 47 ca. Tại tỉnh Đồng Tháp ngày 31 tháng 7 4 ca. Tại tỉnh Long An ngày 30 tháng 7 2 ca. Tại tỉnh Quảng Nam ngày 30 tháng 7 1 ca. Tại tỉnh Trà Vinh 31 tháng 7 1 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm 5.931.376 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều. Hà Nội ghi nhận thêm 25 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 21 ca phát hiện tại cộng đồng. Phân bố theo chùm ca bệnh, sàng lọc ho sốt cộng đồng 2, ho sốt thứ phát 22, liên quan Nguyễn Khuyến Đống Đa 1. Như vậy, trong ngày hôm nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 74 ca F0 mới. Thông tin cụ thể 25 ca F0 mới ghi nhận như sau. Cùng sàng lọc ho sốt cộng đồng 2 trường hợp. Một bệnh nhân là người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1989, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân sang Việt Nam từ ngày 27 tháng 2, nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 5, bệnh viện ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân được Bệnh viện Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, kết quả dương tính ngày 31 tháng 7. Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ ở Thường Tín. Hàng ngày bệnh nhân thường lấy rau tại chợ Vồi, Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm từ khoảng 4 đến 8 giờ sáng. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30 tháng 7, bệnh nhân có sốt, ho, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội và có kết quả dương tính. Chùm ho sốt thứ phát 22 trường hợp. 22 trường hợp dương tính có địa chỉ tại Long Biên 2 ca, Đông Anh 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, Thanh Trì 10 ca, Hai Bà Trưng 3 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, An Phượng 1 ca, Cầu Giấy 1 ca, Đống Đa 1 ca. Các bệnh nhân đều là các trường hợp có liên quan đến F0 được phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng trước đó. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 1.174 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 700 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly 474 ca. Trong ngày hôm nay, quận Hai Bà Trưng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng cho người dân thuộc 11 khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn. Quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu trong cộng đồng dân cư để xét nghiệm sàng lọc. Lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ cũng đã tạm thời cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ sau khi một bệnh nhân đã từng đến thăm khám được xác định là F0. Trong công điện vừa ban hành, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để người dân di chuyển ra khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, trừ trường hợp được cho phép. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vừa thay mặt Thủ tướng ký công điện số 1063 về phòng chống dịch gửi lãnh đạo các bộ ngành địa phương. 19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Với 19 tỉnh thành phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969 ngày 17 tháng 7 của Thủ tướng. 19 địa phương này gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh, Thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh, phải có thỏa thuận thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định. Trong công điện này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tập trung, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả biện pháp cụ thể phòng chống dịch. Với địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, lãnh đạo chính phủ quán triệt thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Cùng với đó là việc tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép, công điện nêu rõ. Lãnh đạo tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân rời khỏi tỉnh xuất phát đến các địa bàn tỉnh khác, lãnh đạo chính phủ yêu cầu các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn, đồng thời tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe khách, có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy. Theo yêu cầu của lãnh đạo chính phủ, việc bàn giao phải được tiến hành đầy đủ, tổ chức cách ly giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Bộ trưởng Y tế Cần Thơ cần chuẩn bị tình huống xấu hơn. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng độ trễ phát hiện ca nhiễm mới tại Cần Thơ lên đến 9 ngày, tức qua ít nhất 4 chu kỳ lây, nên dịch lẩn ở cộng đồng trong khi xét nghiệm chậm.
Tính đến 9 giờ ngày 31 tháng 7, Cần Thơ ghi nhận 1.349 ca COVID-19, 21 ổ dịch lớn, chủ yếu ở quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai. Thông tin được ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Long ngày 31 tháng 7. 42 khu cách ly ở Cần Thơ có khả năng tiếp nhận 6.517 người. Dự kiến thành phố lập thêm 34 khu cách ly nữa để nâng công suất chỗ cách ly lên khoảng 11.000. Thành phố bắt đầu triển khai tiêm chủng đợt 4, dự kiến tiêm khoảng 12.000 liều trên ngày. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhìn nhận xu hướng dịch vẫn đang tăng dù đã nỗ lực nhiều trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống. Thành phố thực hiện phân tầng điều trị, tuy nhiên rất cần có sự hỗ trợ về điều trị của Bộ Y tế. Bộ trưởng Long đánh giá phân tích tính dịch tễ cho thấy độ trễ trong phát hiện ca bệnh tại Cần Thơ rất dài, lên tới 9 ngày, có nghĩa đã phải trải qua ít nhất 4 chu kỳ lây nhiễm. Như vậy, dịch đã ở cộng đồng và có thể phát hiện thêm nhiều ca lây nhiễm. Đây là lo ngại của chúng tôi với Cần Thơ, Bộ trưởng nói. Sau đó, Bộ trưởng yêu cầu ngay bây giờ Cần Thơ cần phải xác định cho tình huống xấu hơn. Thành phố cần thực hiện nghiêm chỉ thị 16, càng nghiêm càng thực hiện triệt để thì càng ngăn được các chuỗi lây nhiễm mới. Về xét nghiệm, theo Bộ trưởng, khi phát hiện ca nhiễm tại một khu vực, địa bàn không rõ nguồn lây cộng đồng và có khả năng lây truyền trong khu vực, phải lập tức khoanh vùng để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tiến hành phong tỏa gọn lại để giảm ảnh hưởng đến người dân. Muốn làm chậm lây nhiễm phải nâng công suất xét nghiệm để nhanh thời gian trả kết quả mẫu. Hiện nay Cần Thơ đang trả mẫu chậm, Bộ trưởng đánh giá. Những vùng phong tỏa lấy mẫu 3 ngày một lần, lấy theo hộ gia đình với hình thức mẫu gộp test nhanh, không nhất thiết phải tập trung lấy mẫu mà chia nhiều điểm nhỏ, có thể lấy mẫu tại nhà. Kết quả âm tính vẫn yêu cầu người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Kết quả dương tính cần nhanh chóng đưa người đi cách ly. Bộ Y tế sẽ cấp thêm xe xét nghiệm lưu động cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để xét nghiệm nhanh cho thành phố. Mỗi xe có thể thực hiện 2.000 mẫu một ngày. Bộ Y tế cũng sẽ cấp thêm test nhanh cho Cần Thơ. Tuy nhiên, thành phố cần chủ động mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm và vật tư phòng chống dịch. Ngày 1 tháng 8, Bộ Y tế sẽ điều chuyên gia đầu ngành về virus và xét nghiệm là Phó Giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đến hỗ trợ Cần Thơ. Về cách ly, Bộ trưởng khuyến cáo Cần Thơ phải thực hiện cách ly F1 càng nhanh càng tốt, mạnh dạn thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng để nắm chắc tình hình trên địa bàn nhằm thông tin kịp thời nhanh chóng cho Ban chỉ đạo chống dịch cấp cơ sở. Lực lượng công an nhận nhiệm vụ truy vết dịch tễ, Bộ Y tế và Bộ Công an tập huấn chuyên môn về truy vết cho lực lượng này. Về điều trị, khoảng 80% bệnh nhân đợt dịch này không có triệu chứng. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho rằng Cần Thơ cần nghiêm túc thực hiện mô hình điều trị tháp 3 tầng, nhanh chóng chuyển tuyến những ca diễn biến nặng để điều trị kịp thời. Bộ Y tế sẽ thiết lập tại Cần Thơ một trung tâm hồi sức quy mô 500 giường. Trong trường hợp cần thiết có thể nâng lên thành 800 đến 1.000 giường. Trung tâm này mang tính chất khu vực chứ không chỉ phục vụ riêng cho Cần Thơ. Bộ Y tế sẽ làm việc với Bệnh viện 103 và điều các chuyên gia của bệnh viện và hỗ trợ hoạt động của trung tâm này. Tuy nhiên, Cần Thơ chủ động điều phối bệnh nhân, tránh chuyển bệnh nhân nhẹ đến tầng 3 mà chỉ dành cho bệnh nhân nặng, rất nặng, cấp cứu và thở máy. Ngoài ra, một trung tâm hồi sức tích cực 200 giường đang được thiết lập tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ nhanh chóng rà soát lại hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn để huy động điều tiết và sử dụng phù hợp. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.